chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, là phụ huynh thì ai cũng mong muốn là con mình sau khi vừa tốt nghiệp ra trường xong sẽ có công ăn việc làm ổn định. Chính vì thấy con vừa mới ra trường với tâm lý lo ngại như trên, thành ra là có nhiều phụ huynh với việc là chạy đôn chạy đáo này, đi kiếm việc làm cho con này, chạy việc nè, và lợi dụng điều này cho nên nhiều kẻ xấu đã tạo ra những cái chiêu trò hòng chiếm đoạt tài sản. Mà không chỉ là có phụ huynh thôi, mà ngay cả là các bạn sinh viên cũng rất là dễ dàng bị rơi vào những cái bẫy như thế này. Cụ thể ra sao thì mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay với một tình huống mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất là thú vị, và đây cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Và trước tiên thì mời quý vị cùng giao lưu với tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Chào anh ạ. Xin chào Thảo Ly, kính chào quý vị khán giả, chúc quý vị có một buổi sáng đầy năng lượng. Và trước khi lắng nghe chia sẻ những kinh nghiệm từ chuyên gia thì Thảo Ly mời quý vị theo dõi tiểu phẩm sau ạ. Bé Tám. À. Phải bé Tám không? Không phải, lỗng ơi. Gì lỗng? Cái gì lỗng? Đưa coi. Trời ơi, thấy chưa? Nhìn từ xa là biết bé Tám rồi. Ủa, gì ai? Quên tôi hả? Quên thiệt vậy đó hả? Sớm nhiều người quá đâu nhớ ai. Má Hằng Sơn. À. Má Hằng Sơn. Nhờ cô xin việc giùm, nhớ không? Tiền cho cô. Rồi cái cô nói từng con tôi có chuyện làm. Chờ hoài tới nay không thấy, gọi điện không bắt máy, qua nhà đóng cửa. Sao vậy? Tại vì bận biểu quá gì. Dạ con đi quá, đi suốt luôn, bận đóng cửa chứ. Bận gì? Tôi thấy làm như giống như là tôi bị lường gạt hay sao vậy? Gì nói gì vậy? Nói người ta nghe được, người ta nghĩ không tốt với con, tội nghiệp con. Vậy chứ chừng nào con tôi đi làm? Nè dì bình tĩnh đi. Thật ra là mọi chuyện là vậy. Con ở đây nhận cái số tiền của dì rồi. Rồi con đem lên công ty. Nhưng mà ngặt cái là cái chỗ hồi trước á, cái người đó người ta muốn nghỉ. Nhưng mà tới chừng khi mà con lên á thì bắt đầu người ta đổi ý. Người ta xin làm thêm ít thời gian nữa, là thêm một vài tháng gì đó. Rồi sau đó người ta nghỉ. Thì chừng nào nghỉ rồi Sơn nó vô nó làm. Ủa, nói tóm lại vậy là con tôi cũng không có chuyện làm. Có bây giờ chuyện. Chờ có chuyện chứ, nhưng mà phải chờ. Đúng rồi, giờ là người ta nghỉ ra một cái nó nghỉ vô nó làm ngồi đó liền. Vậy rồi chừng nào người ta nghỉ? Chưa biết nữa. Rồi thôi không được, cô nói là người ta tiễn gấp, cô biểu tôi đưa tiền, tôi đưa rồi, giờ cô kêu chờ là chờ biết chừng nào. Trả tiền lại tôi. Trời, trả lại cho tôi lẹ lên. Vậy muốn lấy tiền lại đúng không? Lên công ty lấy. Nè cô đừng nói vậy nghe. Nè con chỉ là trung gian, con cầm tiền giùm thôi chứ lại con có con lấy ăn. Tôi không biết, tôi đưa tiền cho cô. Rồi bữa trước tôi đã nói gì rồi, tôi đã từ chối rồi mà dì năn nỉ tôi, dì kêu tôi lại, dì nói là để gì. Cái này là cô lừa đảo nè. Cô lừa đảo, đi lên phường với tôi. Lừa cái gì? Đi lên phường với tôi. Đi lên phường đi tôi. Đây nè. Cái gì vậy? Mà làm cái gì vậy? Giữa đường giữa sao? Cái lộn cái lão vậy sao? Ông không có biết gì, ông nghe tôi nói nè. Cổ nói với tôi là xin việc cho ông Sơn. Cổ biểu tôi đưa tiền, tôi đưa 50 triệu. Rồi bây giờ cổ nói là không có việc, cổ biểu chờ. Không lường gạt là cái gì? Ông nói đi. Thì bây giờ từ từ người ta nghĩ là mình làm, bà làm gì đó thấy chưa? Ông nghe chưa? Từ là chuyện nào? Tại sao bà làm như vậy? Bà muốn tôi chết cho bà vừa lòng phải không? Bây giờ bà thấy chưa? Tiền mất tật mang mà đưa tiền cho người ta, chừng nào bà lấy lại được? Tại tôi nóng ruột con, nó không có công ăn chuyện làm. Tôi mới lo, tôi nghe lời tôi đưa tiền cho người ta để người ta kiếm chuyện làm. Ai ngờ đâu bây giờ tôi bị gạt. Ông không biết, ông còn la tôi nữa là sao? Ông chỉ có giỏi như vậy thôi à? Sao bà biết tôi không lo cho con? Vậy chứ ông lo sao? Ông nói tôi nghe coi. Hồi sáng giờ biết tôi làm gì không? Làm gì? Hồi sáng giờ tôi gặp anh Tư. Cái công ty của anh á cần tuyển một vị trí, tôi mới đem hồ sơ của con mình lên trên đó nộp cho người ta, rồi chờ người ta gọi để mà thi phỏng vấn. Đậu hay rớt là do năng lực của nó. Lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ đâu mà bà lo cái vậy đó. Mà thấy không đó, bây giờ tiền mất tật mang đó, bây giờ đưa tiền người ta biết chừng nào bà lấy lại. Thôi. Lo con kiểu như bà đó hả? Thì tại tôi nóng ruột, ai biểu ông không nói với tôi chi. Tôi cũng nóng ruột mới tin lời người ta. Thôi tôi hứa với ông lỡ lần này thôi tôi không dám nữa. Trời ơi, bà dám gì đó, đưa tiền người ta rồi bây giờ sao? Anh Hiếu ơi, theo anh lý do vì sao mà có nhiều người hay bị rơi vào cái bẫy chạy việc ạ? Thật sự vẫn có những con đường mua việc, vẫn mua được, cho nên là vẫn có người bán. Vậy thế cho nên là vẫn có người sẽ đi chợ. Cái việc mua việc và bán việc nó xảy ra trong cái thế giới ngầm, nó có. Cho nên là người ta vẫn hay kỳ vọng vào trong cái con đường đó. Để mà người ta đi tìm kiếm một cái công việc để làm cả đời. Và người ta có thể bỏ ra số tiền lớn để người ta chìm vào trong đấy. Đó là thực trạng mà có thật trong xã hội chúng ta ngày nay. Dạ, yeah.
Thảo Ly thì thật ra cũng đã nghe nhiều rồi nhưng mà cũng khó hình dung lắm. Mình cứ thấy tại sao là phải mất tiền cho những cái việc này. Nếu mà chúng ta có năng lực thì cũng không cần thiết là mình phải đi xin xỏ nhiều nơi mà thậm chí có người mời mình nữa. Bản thân anh cũng là đã tốt nghiệp ra trường rồi có công việc như hiện nay, thì anh có chia sẻ một số kinh nghiệm gì để mà chúng ta tránh rơi vào trường hợp chạy việc và bị mất tiền oan uổng ạ? Thật sự thì nếu chúng ta có năng lực như Thảo Ly nói thì chúng ta không lo về mặt công việc, vì sẽ có nhiều nơi họ trải thảm đỏ họ mời chúng ta về. Đặc biệt có một số cơ quan thì cần phải có quan hệ, một số cơ quan cần phải có tiền tệ, tức là chạy, một số cơ quan thì phải là hậu duệ. Thì những cái cơ quan đó nếu như bạn có trí tuệ thì bạn không nhất thiết phải vào ba cơ quan kia, vì đó là những cái môi trường của những người chuyên về hậu duệ, những người chuyên chạy tiền, những người chuyên về những cái mối quan hệ. Thì như vậy đó không phải là môi trường thực chất. Thì như vậy bạn dùng trí tuệ thì vô trong đó bạn không có sử dụng được. Trong đó người ta chỉ sử dụng quan hệ tiền tệ này nọ thôi. Thì bạn nên tìm kiếm những cái môi trường nào phù hợp với bạn. Thì bạn có thể tìm kiếm những cái môi trường cần đến cái năng lực của bạn. Thì đó chính là một cái phương án mà chúng ta có thể tư vấn cho con của chúng ta. Không nhất thiết phải vào trong chỗ A, chỗ B, chỗ C. Bên cạnh đó, riêng với các bạn sinh viên và những người mới vừa ra trường, thì thay vì chạy việc, chúng ta có thể, tại sao chúng ta lại không rèn luyện về năng lực của mình? Chẳng hạn trong suốt 4 năm học chỉ như người lười biếng, khi ra trường không biết phải ứng tuyển vào đâu thì họ mới phải tìm cách chạy việc thôi. Trong khi có rất nhiều cách khác thì chúng ta có thể tìm việc. Ví dụ như bạn có thể lên Internet, bạn có thể vào trong các website tuyển dụng. Và ở Việt Nam chúng ta có 120 website tuyển dụng rồi các bạn ạ. Và cái chuyên ngành của các bạn chắc chắn sẽ có ở những website nào đó. Và đôi khi một cái website bạn chỉ cần lấy ra 2 hoặc 3 vị trí để đi ứng tuyển thôi, thì bạn cũng có trong tay một cái danh sách vài chục chỗ thì bạn ứng tuyển rồi. Đó là chưa tính đến những cái nghề mà tương đối phổ biến á, thì 120 website tuyển dụng nó đều có, thì mỗi website bạn chỉ cần lấy 2 vị trí là bạn có 240 vị trí để bạn đi ứng tuyển, thì rất là nhiều rồi. Rồi ngoài ra bạn đi dự hội thảo hoặc là bạn đi đến những cái kỳ thực tập, thì trong lúc thực tập á, bạn thể hiện năng lực của bạn thì cái công ty mà bạn thực tập thực tế nó cũng sẽ để ý bạn và nó cũng sẽ đề nghị để mà bạn có thể quay trở lại làm việc, vì bạn đã am hiểu môi trường công ty của họ rồi, họ sẽ ưu tiên cho bạn hơn. Rồi ngoài ra bạn đến các trung tâm giới thiệu việc làm, rồi thậm chí nữa là gì, bạn biến Facebook của mình thành một cái profile để mà bạn có thể thu hút được những cái nhà tuyển dụng bằng cách bạn đăng những cái nội dung hay. Chẳng hạn như một bạn tốt nghiệp chuyên ngành marketing thì từ thời sinh viên máy đã đăng những cái bài viết về Facebook marketing, email marketing, những bài viết rất là hay về chuyên môn, và những cái người họ quan tâm đến nội dung marketing họ sẽ bấm add friends, họ sẽ follow bạn. Và khi mà bạn tốt nghiệp ra trường thì bạn có thể chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội. Thì như vậy có rất là nhiều người họ đã từng theo dõi bạn thì họ cũng có thể giới thiệu việc làm cho bạn. Bạn có thể vào trong những cái hội hoặc là những cái group mà chuyên sử dụng chuyên môn của bạn. Ví dụ như là có group marketing online nè, hoặc là group IT nè, hoặc là những cái group về kỹ sư xây dựng. Có rất là nhiều cái group ở trên online đó, hoặc là những cái câu lạc bộ công tác xã hội gì đó vân vân. Thì cái chuyên ngành của bạn sẽ thường có những cái group, những cái trang fanpage, những cái trang cộng đồng về cái lĩnh vực đó. Thì bạn follow cái trang đó thường xuyên thì họ hay đăng những cái thông tin tuyển dụng. Và bạn cũng có thể là tự giới thiệu bạn trên những cái trang, những cái group đó để mà bạn bè có thể là giới thiệu thêm cho bạn. Nói chung khi bạn có kỹ năng tìm việc và trả lời phỏng vấn á, thì bạn có cả trăm cả ngàn những cái đầu mối để bạn có thể đi kiếm việc. Quan trọng là bạn có kỹ năng mềm hay không. Còn nếu chúng ta lười biếng học hành chuyên môn không có, kỹ năng mềm cũng không có, thái độ cũng làm biếng, thì chắc chắn rằng bạn phải tìm kiếm đến những con đường để đi mua việc thôi. Mà đi mua việc thì chắc chắn là nó không có hợp đồng, cho nên là nguy cơ bạn bị lừa, bạn bị mất việc thì đó là cái giá bạn phải trả cho sự lười biếng của mình. Nghe anh chia sẻ thì Thảo Ly cảm thấy rõ ràng việc không thiếu, chỉ thừa những con người không có năng lực và suốt ngày chỉ lo chạy trọt hoặc là tìm ra chiêu trò chạy việc. Thì theo anh, bản thân ba mẹ nên làm gì hỗ trợ cho con cái của mình ạ? Khi ba mẹ thấy con thất nghiệp thì ba mẹ khoan hẳn đi chạy việc, bởi vì con có thể thiếu cái năng lực hoặc con thiếu cái gì đó người ta mới không nhận, chứ con có đủ là người ta nhận rồi. Yeah. Như vậy khi con đã thiếu thì phải bồi đắp cho con, thì đó chính là cái việc quan trọng nhất, nó mới lâu, nó mới dài. Thí dụ như bây giờ chúng ta có thể tâm sự cùng con là vì sao mấy cái kỳ trước mà con không có thi đậu, hoặc là con phỏng vấn tuyển dụng không đậu. Thí dụ con nói là con chỉ phỏng vấn một hai chỗ thì con biết phỏng vấn ở đâu, không biết ở đâu, nghĩa là con chúng ta đang thiếu các kênh tìm việc. Vậy mình nên có thể là hỏi bà con, hỏi họ hàng, hỏi những mối quan hệ xã hội, hỏi những đồng nghiệp để mình có thể giới thiệu thêm những cái kênh làm việc khác, thậm chí gửi con đi học những cái khóa học kỹ năng mềm, là kỹ năng khóa gì, khóa tìm việc và khóa trả lời phỏng vấn. Không chỉ gửi đến trung tâm, chúng ta có thể mua những cái khóa học trực tuyến á. Bây giờ rất là nhiều những chuyên gia giỏi họ dạy, thì con chúng ta ngồi ở nhà mở máy tính lên học trực tuyến, là đi tìm việc những kênh nào, có website nào.
Thậm chí website của anh đã từng đăng là danh sách 120 website tuyển dụng ở tại Việt Nam. Facebook của anh cũng có đăng nữa. Cho nên chúng ta phải cử con đi học. Nó thiếu cái gì chúng ta phải dạy nó cái đó, chứ không phải nó thiếu rồi chúng ta phải kiếm cái việc chúng ta mua. Thì đó là việc cha mẹ nên dạy. Đặc biệt đó là gì? Ba mẹ sẽ đưa ra tối hậu thư. Và bây giờ con phải đi học những cái thứ đó để con giỏi hơn. Thứ hai nữa là gì? Ba mẹ sẽ không cưu mang con lâu hơn nữa. Ba mẹ nuôi con 22 năm rồi, là 1/3 thời gian đời người rồi. Ba mẹ không nuôi con nữa, nên con phải tự lực cánh sinh, con tự đi tìm việc đi. Và tạo áp lực cho con, để mà con phải có động lực để con học hỏi, động lực để nó tự rèn luyện bản thân nó, động lực để nó đi xin việc. Và thậm chí làm từ những công việc thấp nhất, những công việc mà gọi là lương thấp nhất, hoặc là đừng có ảo tưởng là mình sẽ làm những công việc ngon lành, mà phải làm từ dưới làm lên. Đó là cách để mình dạy con mình nữa. Đừng mua những công việc nhàn hạ sang trọng cho con ngồi. Nó ngồi vô trong đó, nó ngồi nó cũng không khớp được với vị trí đó, vì nó rỗng tuếch mà. Thì vậy phải cho con làm từ vị trí thấp nhất đi, để cho con nếm mật nằm gai trước, thì sau đó con của chúng ta mới trưởng thành. Thì đó là điều ba mẹ có thể làm. Có thể ba mẹ đau lòng với con một chút, thương con lắm, nhưng đó chính là cách để mà cho con có thể tự lập về sau này. Và khi chúng ta không còn trên cõi đời này nữa, thì con chúng ta vẫn có thể tự đứng vững trên chính năng lực và đôi chân của nó. Khi mà anh chia sẻ, Thảo Ly hình dung là con gái mình sẽ như thế nào khi mà lớn lên, thì đúng là cũng xót con thiệt nếu mà con rơi vào cái hoàn cảnh là khó khăn nè, rồi thách thức. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, mình được như ngày hôm nay cũng nhờ những cái khó khăn đó, những cái lúc mà mình đi xin việc, những cái lúc mà mình đối mặt với việc là mình bị thất bại, mình bị từ chối, nhưng nhờ như vậy mình mới trưởng thành. Và qua ngày hôm nay chia sẻ thì Thảo Ly tin chắc là quý vị phụ huynh sẽ biết cách làm sao giúp cho mình, cũng như là con mình sẽ yên tâm để con có một nơi làm việc trọn vẹn, đúng là trí tuệ và năng lực của con. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly và các bạn trẻ thân mến. Cuộc đời giống như những cái bậc thang. Nếu chúng ta chịu khó leo ngay từ lúc nhỏ, từ lúc trẻ, từ lúc tiểu học, trung học, cấp 3, đại học, thì sau khi tốt nghiệp đại học xong, các bạn đã đứng ở trên cao rồi. Và các bạn rất là dễ nhìn xa trông rộng, và các bạn sẽ có những công việc tốt như ý bạn mong muốn. Còn nếu như bạn nào không chịu khó leo cầu thang, chúng ta chỉ ngồi, chúng ta lười biếng, chúng ta chơi game, chúng ta online, chúng ta vui chơi, giải trí, mà chúng ta không tự rèn luyện trí tuệ và kỹ năng cũng như chuyên môn và thái độ của mình, thì như vậy khi ra trường chúng ta chỉ đứng ở những bậc thấp mà thôi, và lúc đó không ai nhìn ngó đến chúng ta nữa cả. Bởi thế cho nên việc có việc hay không có việc là phụ thuộc vào cái việc chúng ta có chịu khó leo cầu thang trong khoảng thời gian tuổi trẻ của chúng ta hay không. Chúc các bạn sẽ leo thật mạnh, leo thật nhanh với 100% công lực và có những công việc thật tốt trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.